Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Bảo Phụng Đồ Xưa. Hôm nay mình lên hai cái sông Trầm đọc lại nha các bạn, hàng chuẩn cổ luôn. Hàng này đọc không đụng hàng nha các bạn. Các bạn ra xem video mình cảm thấy thích thì đăng ký kênh và bấm cho mình một cái like nha các bạn. Mời các bạn xem vui. Đây là cái sông Trầm, trên là rồng, nhưng mà rồng lại có thêm cái này là con chuột nha các bạn, để biểu tượng cho là thân tí hình tham hạp đó nha các bạn. Thân là thân của cái sông Trầm, còn hình là con rồng, tí là con chuột. Này bên trong của sông Trầm. Hai quay eo là hai con rồng nha các bạn. Hai tay quay là hai con rồng. Dưới thân là đúc nổi cảnh sen vịt nha các bạn. Đây sen vịt, đây sen vịt. Cái này nó cũng biểu tượng cho gia đình thủy tộc, sen vịt cá nha các bạn. Hàng này hàng chuẩn xưa, không có hỏng, dưới đáy cũng không có mọc nha các bạn. Này là đúc hình thì nổi, nhưng mà chạm hết toàn thân, dưới đáy cũng chạm luôn nha các bạn. Còn miếng giấy dán này là mật mã bên eBay đấu giá, mình đấu thắng về chưa có mở tem nha các bạn. Đây là cái chân là ba đầu voi nha các bạn. Đây ba đầu voi, ba đầu voi đội cái đỉnh sông Trầm. Này cao khoảng 55 năm nha các bạn. Cao 55 năm. Ngang 16 nha các bạn. Đây nặng 2,3 kg nha các bạn. Và tiếp tục, đây cũng là một sông Trầm cổ, hàng độc lạ nha các bạn. Hai tay quay cũng là hai con rồng. Đây cũng vẽ cảnh sen tôm nha các bạn. Đây sen tôm, đây là con tôm, đây là sen. Còn đây là cành mai điểu. Đúc nổi nha các bạn. Đây là con cá, cá tôm, cũng biểu tượng cho gia đình thủy tộc nha các bạn. Đây cũng còn tem bên eBay gửi về, chưa kịp lột tem luôn. Được rồi, cái này chân con lân lại ngó ngang nha các bạn.
Là có một cái là con lưng ngó ngang không có ngay nha. Này cao khoảng 28 năm đó các bạn. Ngang bụng 16 nè. Mấy cái này thì tất cả là đều dày nặng hết. Cái này đúng 3 kg nha các bạn. Đúng ngắm 3 kg luôn. Các bạn thắc mắc gì thì cái điện thoại mình là 0938 68 858 nha, gặp Phụng. Đó, như nãy giờ mình đã quay cận cảnh, quay rõ cho các bạn xem. Thì đến đây mình tạm ngưng cái video này nha các bạn. Hẹn video sau nha. See you again.